tôi là Trương Thanh Kỳ. Thôi dạ. Tôi chỉ nói sơ qua về với cái công việc của tôi. Dạ. Hay là người lính trong cái giai đoạn ấy. Tôi là lính thông tin 2W. Đầu tiên là tôi được nhận nhiệm vụ là xuống cái cửa khẩu, cái cầu Ghèo này, là cùng với một trung đội thông tin, trung đội công binh của 18 của tỉnh. Tôi trực tiếp nằm ở đấy, và khi Trung Quốc sang thì phá cái cầu Kiều ấy. Đây là tôi chỉ có nhận nhiệm vụ thôi. Thì làm xong, phá xong cái cầu Kiều, đến 3 giờ chiều là công binh hoàn thành nhiệm vụ phá xong cái cầu Kiều. Thì tôi được lệnh lên tiểu đoàn, đấy, tiểu đoàn 5 Kiên Cường ấy. Đấy, thì lên C4. Đấy, trực tiếp ở đấy với đồng chí Nguyễn Huy Đến thì trực tiếp là chỉ đạo cái tiểu đoàn. Nó đúng đấy, cái hôm 18 ấy, là tiểu đoàn tôi là pháo nó tập trung, nó câu sang coi là không còn, tất cả anh em chỉ có chui trong hầm và trong hào chứ không ngóc đầu lên, bởi pháo nó cày sới coi anh đấy. Thế tôi lúc đó là ở tiểu đoàn thì đồng chí Yến thì lúc đó là lúc khoảng độ 11 giờ trưa là khi pháo nó đánh ngớt cái là lính Sơn Cước nó mới lên cái mũi của nó là nó lên thọc vào cái C3 đấy, thọc C3 này đánh lên C3. Thì lúc đó là C3 là chỉ huy là ông chí Yến, là chỉ huy trực tiếp ở cái mũi tiểu đoàn. Ông chí thấy tiểu đoàn báo là C3 đang bị mất chốt rồi, coi mất đại rồi, thế sân bóng rồi. Thì đồng chí Yến bảo là cho hỏa lực với lại bộ binh của C4 nên tăng cường cho C3 để đánh đẩy lùi xuống. Là đúng chiều hôm 18 ấy. Thế đánh xong cái hôm 18 xong thì đến tối thì là hai bên là nghỉ không đánh nhau nữa. Thì đến khoảng 1-2 giờ đêm 18 bắt đầu xe tăng địch ấy, nó cứ tấn đi sang từ cái mũi cây 4 ấy. Cái 4 kia nó đi mũi sang cửa khẩu. Thế thì ba chiếc sang, thì chiếc đầu tiên vượt qua cái chốt của tự vệ đồng chí Hòa, vượt qua xuống rồi, xuống cầu Hương Nếu rồi. Thì chiếc thứ hai thì mắc xích vào cái dây thép gai của ấy. Thì lúc đó là tôi thì thông tin thì đúng là tiểu đoàn lúc là C3 báo là xe tăng vượt qua C3 và xuống mũi cửa khẩu rồi. Thế báo cho C1 là xuống chặn đánh xe tăng, mang B1 xuống đánh chặn xe tăng ở ngay chỗ cái mũi cầu chui chỗ cửa khẩu này. Thì tất cả các đồng chí, hai đồng chí vác B1 xuống cùng phối hợp với dân quân, thì là đánh bắn được một chiếc đầu tiên, chiếc đầu tiên là chiếc thứ hai cháy ở đấy. Thì chiếc đầu chiếc thứ ba thì không vượt được nữa, đấy, chiếc đầu quay lại thì lúc đó đồng chí bắn tiếp coi trái hai xe tăng rồi. Đấy, và bộ binh. Nên là tại tôi chỉ là thông tin, tôi biết được những cái thông tin đấy và chỉ huy trận đánh đúng là tiểu đoàn lúc là bám trụ Kiên Cường. Nhưng lúc đó tiểu đoàn thì là nó độc lập, cái nhất là gì, liên lạc thì mũi của nó chỉ có thị đội thôi, thị đội thì liên lạc với tỉnh, lúc đó là không liên lạc được. Mà trung đoàn 24 trên đồi cột cờ tụt xuống, nó đánh tụt xuống tận dưới cây gần Phong Hải rồi. Mà bên này tiểu đoàn mình thì vẫn cứ nằm trên này. Thế lúc ông chí Giản ấy, bắt đầu với là trợ lý ấy, phải đi xuống tận xuống chỗ Nàng Giang này. Lúc là chỉ huy tiền phương của tỉnh ấy, nó nằm ở Nàng Giang ấy. Thì ông xuống đấy để ông xin lệnh xem tình hình thế nào. Bây giờ bộ đội là hy sinh nhiều, lúc đã hy sinh nhiều mà viện trợ là vũ khí không còn nên nữa. Thế nên ông xuống đấy thì tỉnh đội với đồng ý cho là tiểu đoàn này rút trận xuống Giang Đông này đấy. Để thì lúc nó rút xuống là cho hỏa lực là một trung đội ở lại bắn cầm canh cho bộ đội rút đấy, và đưa tải thương binh. Lúc thương binh thì hy sinh lúc là trên 20 vị trí rồi, và thương binh nữa, nên là không có đường rút, chỉ mỗi cái đường sắt này thôi đấy. Nên là thực chất ra đấy, bộ đội tôi thì nó là địa phương nên là chỉ có cầm cự và đi kìm chân địch thôi, cũng không thể là đấy. Mà nó lại vùng rất hẻo lánh, bên kia thì đường Hữu Nghị là Trung Quốc tấn công nhanh, và mình bên này cái đường sắt chỉ mỗi cái đường sắt rút thôi, nên không còn cách nào nữa, là nó cứ tiến dần và chặn dành đánh kìm chân địch xuống đến tận Phú Nung. Đấy là tôi trực tiếp là ở cái mũi tiểu đoàn này, mà tôi là lính thông tin. Nên là nhiều lúc tôi cũng thấy căng thẳng, nhất là ở trên nồi pháo nó bắn, nó thật không chí là tôi ở cái hầm bán ra Mân Dương để là liên lạc về máy vô tuyến thì không thể chui hầm được,
phải ngồi đấy, pháo nó bắn, nói nó mảnh đạn rồi cái nó đất nó vui cả qua qua cái đầu tôi, nhưng mà vẫn phải phải bám trụ làm sao nên lạc được, không có là chỉ huy lúc đó là người đã đấy. Nên tôi chỉ có tham gia được có mỗi trận đánh, sau đó là tôi về thị xong cái tiểu đoàn, xong rồi tôi đã chuyển tiểu đoàn đi tôi về thị, tôi nằm về thị, chi tiết sâu tôi không nắm được, bởi tôi cũng là chiến sĩ thôi. Vâng vâng, cảm ơn anh. Vâng, bây giờ thì tôi cũng xin được giới thiệu là ngày đấy là một thanh niên, còn bây giờ thì là một trung niên rắn. Chúng tôi đang ngồi trên lưng chừng gần như là đỉnh của cái đồi, ngay chân đồi, ngay chân cầu Cốc Lếu mà như ban đầu Hải Yến giới thiệu, thì đây chính là chủ nhà. Vâng, chút nữa trên kia thì sẽ có cái pháo đài đúng không nhỉ, mình lên đấy xem nó thế nào. Vâng, và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nghe người thanh niên giữ ngôi nhà của mình như thế nào, xin mời anh. Vâng, chào chương trình. Tôi sinh ra và lớn lên đất Lào Cai và tôi nhập ngũ năm 1978. Đây là tôi thuộc C1 tiểu đoàn 5 Kiên Cường, cũng như Thanh cùng đơn vị đây. Thì sau khi vào nhập ngũ thì toàn anh em toàn học sinh hết, mới. Thế là đối diện với là cái đánh nhau thì chưa ai cả trải qua cả, toàn học sinh mới ấy, nhập ngũ. Thế thì 17 tháng 2 là 19 xảy ra thì tôi lại bên hỏa lực, bắn hỏa lực. Thế lúc đó ở dưới đường này Trung Quốc vào tiến vào thì đánh xe tăng miền núi này toàn dùng cái tên nhỏ, tên 18, tên 24 thôi, để đi miền núi nè. Thế dưới ở dưới đường cái là có một tổ hỏa lực của dân quân tự vệ Lào Cai. Thì các anh ở dưới là không có hỏa lực chống xe tăng. Lúc xe tăng Trung Quốc vào mới đầu một chiếc vào đầu cầu rồi, vào đầu cầu có lếu rồi. Thế một cái đi sau thì đi ra vào chỗ ngã ba đấy, thì ngã ba trước là 78 chúng tôi bộ đội đấy là kiểu sợ ấy là giải bùng dùng dây thép gai để tránh trường hợp bên Trung Quốc sang bên này mà. Cái xe tăng thứ hai đi ra ngoài này rồi thì không gặp cái xe tăng thứ nhất. Cái thứ nhất bắt đầu chờ lâu quá mới quay lại. Quay lại thì gặp một cái xe tăng nó như vậy là cái xe tăng là hai cái đường nó nhỏ mà chị. Thế là hai cái cứ lùi đi lùi lại. Thế cái lùi thì cái bánh đà dính vào cái dây thép gai. Nó lùi đi lùi lại. Thì trong cái đó là dân quân tự vệ Lào Cai là không có hỏa lực chống xe tăng. Đấy là điện cho tôi trên đơn vị là trên đơn vị tôi bắn hỏa lực 1-21. Thì điện nó xuống. Điện đồng chí trước là đồng chí Trung, đồng chí mang khẩu súng xuống thì dưới chốt của dân quân tự vệ Lào Cai. Các đồng chí Nguyễn Văn Hòa là đồng chí trước là đồng chí là lính Trung Mỹ. Đồng chí cũng bắn xe tăng, cũng bắn hỏa lực. Thế đồng chí bắn súng lần đầu tiên bắn lần đầu tiên thì lại bị gãy kim hỏa. Thế là khẩu súng bị vô tác dụng. Đấy, thế gọi là tiếp tục tôi trên kia xuống. Tôi trên kia xuống cái thì đồng chí Hòa chỉ bảo là mày để ta bắn phát. Nếu ta bắn phát không cháy thì mày bắn. Thế sau khi tôi trên kia xuống, vừa trên chốt vừa xuống thì một khẩu quả đạn gắn vào lao lòng, một quả đạn cầm tay trên chốt xuống thì cái bảo anh có anh đi chiến thắng chung gì. Thế này đúng cái lúc cái xe tăng nó lùi về đấy, cái xe bùng nhùng cái thép gai chị ạ, thì nó không thể tiến lên như cái vật chết ấy, thế bắn phát cháy ngay. Thế sau khi bắn xong cái phát cháy thì toàn bộ khu ở chỗ khu công đôi bây giờ, thế đấy là sau khi bên kia phát hiện ở đấy có hỏa lực bắn xe tăng, xe tăng cháy cái thì toàn bộ lính nó chạy theo xem, nó kêu nó khóc nó gào, cái đấy là trở thành một cái rốn bom của pháo của Trung Quốc ở vùng đấy. Nó bắn vào nó. Vâng, bắn vào cái xe tăng cháy kìa. Thì trong cái xe tăng cháy thì lính ở xung quanh ấy, nó xe tăng lổ, cái đạn lổ, bắt đầu là lính nó kêu lên để chỗ nó sáng rực như kiểu bắn ngày mà. Thì bên kia Trung Quốc thì nó nhìn sang mà nó đấy biết là cái khu vực là có hỏa lực của mình bắn xe tăng rồi. Thì tất cả cối 82 rồi. 14-17 là cái thứ nó bắn, nó tập trung hết vào đấy, nó bắn vào trận địa mình. Vâng, bắn vào trận địa và chính là chỗ cái ổ chốt bọn tôi đang thực hiện. Thế là các đồng chí bảo thế này chết mất, thế này không biết làm cái nào. Thế may quá thế là ở trên, xung quanh đơn vị đấy thì toàn che phao ở đấy nhiều mà, nên nó không ảnh hưởng thì đến anh em mấy đâu. Nhưng lúc đánh xong lúc thì tôi cũng thấy bảo bây giờ lại tiếp tục về được. Vì khẩu súng sau khi bắn xong anh nhé, thì anh Hòa anh cầm khẩu súng. Thế tôi được quay lên đơn vị bảo bây giờ lên đơn vị chẳng là ai cả. Thì lúc kiểu vừa đánh nhau xong cái kiểu mất hết thông tin liên lạc mà chị. Thế là trên C3 thì vẫn còn người ở trên, thì tôi bảo vẫn còn người đây, là anh em vẫn còn đây chứ không phải rút gì. Thế bảo là cứ đứng đấy đến như cảnh giác ấy, đến lúc mà đến sáng thì bắt đầu thấy đơn vị rút hết rồi. Đến lúc tôi xuống thì tôi xuống cùng tôi với anh nữa là đi xuôi sau cuối cùng của đơn vị, cứ dọc đường sắt này đi là không nhìn thấy ai cả. Thế bảo chắc đơn vị sau khi xuống lên đằng đông rồi. Thế lúc anh Thủy anh liên lạc của tiểu đoàn đấy, mới đầu anh nghe thì tưởng là tôi là được bắn ở xa đăng, anh báo cho thủ trưởng. Thủ trưởng không phải, thì anh Thủy bảo không phải, đây là của anh
anh Hòa anh bắn. Anh Hòa bắn súng của tôi. Và anh Hòa bắn súng của tôi. Vâng, thế là câu chuyện như thế chị ạ. Thế là bây giờ tôi vẫn ở đây, coi như anh giữ phát đài. Thế khi ngày xưa là nhà anh đã ở đây rồi. Vâng, nhà tôi dưới này chị ạ. Những cái quả đồi này nhưng vâng, mà dưới thấp hơn. Vâng, thấp hơn. Vâng. Thấp hơn thì vâng, bây giờ vẫn đất nhà mình. Vâng, vẫn đất. Thế bây giờ làm cái nhà lên đây để cao hơn nhìn cho rõ. Vâng, cao lên nữa là toàn bộ cái tôi trồng vườn rừng mà chị. À. Cái là lên đây luôn. Vâng. Tôi là... Thế cái pháo đài có phải của nhà anh không? Không, pháo đài là của quốc phòng ấy chị. À, thế là tưởng cái pháo đài của nhà anh nốt ở Nhật Pháp, tiêu Nhật Pháp mà chị. À, vâng. Tôi là đúng là sinh ra lên đất này, tôi năm nay 62 tuổi. Vâng. Chúng là 62 năm ở đất này. Thế khi mà chiến đấu thì gia đình anh ở đây thì đi đâu? Gia đình chuyển về Yên Bái chị ạ. À. Vâng, mới đầu chuyển về ngã Ba Cát Lem. Nhà thì nói chị này, nhà là mà 6 anh em, thì 4 anh em đi bộ đội. Thế là lúc đi là anh trai đang lái xe ở quân khu 2 KB đón nhà về dưới Yên Bái. Còn tôi vẫn trực tiếp. Đón là đón từ bao giờ anh? Đón sau năm 79. Có chiến sự xảy ra. Đánh nhau xong mới vâng, đi. Nhau, vâng. Thế cái lúc tôi đang hỏi cái lúc đánh nhau ấy thì nhà anh đâu? Nhà thì chuyển gia về đình ấy. Gia đình chuyển về chạy về dưới Yên Bái thôi. Chạy theo thôi. Chạy sao hôm theo? Nào? Chạy hôm nào? Chạy là hôm 20, 19. À ghê nhỉ. Tức là tức là nghe các anh nói ấy, thì không phải là ngay lập cái chỗ này thì không phải ngay lập tức 17 nó đã sang. Mà nó chỉ có hỏa lực với lại xe tăng thôi. Bộ đội mình cứ kiềm chế dân. Mình kiềm chế là đi trước này này. Đa số trẻ con đi trước. Trẻ con mà các cụ bà già đi trước. Bộ binh các ông già, các bố là ở lại. Tức là kìm nó lại để cho mình dân mình chạy thì thật sự là tôi ngồi đây tôi vẫn thấy đang rất là vòng quanh chưa hiểu cái địa địa hình như thế nào. Mình sẽ tìm hiểu sau vậy. Vâng. Rất là cảm ơn anh. Vâng. Và khi đánh nhau thì là nhà mình đây. Đánh nhau xong mình lại về đây. Vâng, tôi lại về đây luôn. Như thế thì là cũng là một cái lý do vì sao mà bộ đội mình rất là kiên cường. Vâng. Tôi là Cao Thanh Thủy, nguyên là chính trị viên phó kiêm chủ nhiệm chính trị của Ban Chỉ huy Quân sự huyện Bảo Thắng, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lào Cai, và đã nghỉ hưu cách đây 10 năm. Thì trong cái giai đoạn mà năm trước năm 1979 ấy, thì gia đình tôi là cũng gốc dân ở Lào Cai này, đều là những học sinh được đã tham gia học tập ở tại trường Trung học phổ thông số 1 Lào Cai, ngày đó là trường cấp 3 Lào Cai. Và cái địa bàn của thị xã đây là chính là quê hương nơi tôi sinh ra lớn lên. Thì bố mẹ tôi cũng là những người đã tham gia thời kỳ chiến dịch Điện Biên Phủ. Ông là bộ đội, bà là du kích, tham gia tiểu phỉ và tham gia chiến dịch giải phóng Lào Cai. Thế thì nhà cũng có cái nền nếp đó. Thế khi mà năm 78 sau khi học tốt nghiệp lớp 10 xong thì tôi lên được nhập ngũ. Khi tình hình chiến sự lúc bây giờ là nó bắt đầu căng thẳng rồi. Những sự kiện người Hoa trở về nước thì ùn ùn kéo lên Lào Cai. Thế và đi qua cái cầu Kiều này, qua cửa khẩu này. Thế và tình hình hai bên rất là căng thẳng. Yeah. Thì đơn vị chúng tôi được bắt đầu được thành lập thì ban đầu là gồm có tiểu đoàn bộ và 4 đại đội trực thuộc, đại đội 1, đại đội 2, đại đội 3 bộ binh, và đại đội 4 là đại đội hỏa lực trực thuộc của tiểu đoàn. Thế và bên cạnh các đơn vị được thành lập ấy, thì tỉnh còn có 2 trung đoàn, trung đoàn 192 ở bên đường Nhạc Sơn, đường Nhạc Sơn này, ngay bên trái của đơn vị. Yeah. Và trung đoàn 254 là khu vực bản Lầu, bản Việt. Mỗi một huyện thị, ở biên giới này thì đều thành lập là có một tiểu đoàn bộ đội địa phương. Hồi đấy đơn vị chúng tôi đều là bộ đội địa phương hết. Đây. Từ hai trung đoàn, kể cả hai trung đoàn của tỉnh và 8 tiểu đoàn trực thuộc cũng đều là quân địa phương. Riêng tiểu đoàn 5 thì là chịu trách nhiệm là đảm nhiệm phòng thủ tại pháo đài này. Là ngày xưa pháo đài là do Nhật Pháp xây dựng. Nhưng sau này thì mình đã tiếp quản sau khi giải phóng Lào Cai. Thì đơn vị đã được giao nhiệm vụ án ngữ ở đây và phòng ngự trên tuyến này. Thế thì khi mà thành lập thì đơn vị là chúng tôi cũng đã đứng chân là tại cái khu vực cách đây khoảng mấy trăm mét là cái khu vực trại giam K30 này. Khi mà tập kết ở đây. Cái núi hôm qua mình vào ấy K30. K30 là trại giam. Chính chỗ đấy, ngày xưa là trại giam. Vâng. Và đơn vị khi về tập kết về đấy thì bắt đầu tổ chức là huấn luyện xây dựng trận địa, toàn bộ xây dựng trận địa từ pháo đài này cho đến hết đồi Ba Dốc và giáp cống số 3 là giáp với trung đoàn 254 phòng ngự bên kia. Thì đơn vị là xây dựng trận địa thời gian đó, nhưng huấn luyện rất là ngắn thôi, thời gian cấp tốc huấn luyện chỉ khoảng độ 1 tháng thôi. Đấy, huấn luyện để chiến đấu, toàn bộ anh em thì đều là phần lớn là học sinh sinh viên thì, và một số ít là tái ngũ. Và xây dựng đơn vị thì ở đấy, địa bàn này, sau đó thì đơn vị khi mà xây dựng trận địa xong thì đến ra mắt thành lập đơn vị là ngày 23 tháng
24 tháng 9 năm 1978 là thành lập đơn vị, lễ thành lập. Thì đơn vị ở đây thì chúng tôi là có con em của các dân tộc của thị xã Lào Cai, thị xã Cam Đường, của huyện Văn Yên và thị xã Yên Bái là thành lập thành một cái đơn vị tiểu đoàn này. Khi mà đơn vị tổ chức ra mắt xong thì bắt đầu về là tình hình chiến sự đã căng thẳng rồi. Và tất cả anh em là bắt đầu chuyển lên chân chốt, tức là toàn bộ xây dựng các hậu cứ ở phía sau của các cái trận địa là hậu cứ của tiểu đoàn và của các cái đại đội. Khi mà chiến sự xảy ra thì đúng vào đêm hôm đó, đêm 17 tháng 2 năm 1979 thì vào khoảng độ nửa đêm, tức là cái ca tôi đang gác là ca 11 giờ cho đến 1 giờ, thì nghe thấy tiếng súng nổ và tiếng đại bác, tiếng pháo, tiếng mìn, và từ hướng của Mường Khương, hướng của bát sát rộ lên rất là lớn. Thì tôi đã báo cáo với lại chỉ huy tiểu đoàn là tình hình căng thẳng và súng nổ rất nhiều nơi. Thì thủ trưởng đơn vị báo là đã chiến đấu rồi, tình có chiến tranh xảy ra rồi. Tất cả anh em đơn vị là cơ động lên trên chốt để chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Thế trong quá trình đó thì đêm hôm đó thì thực ra đêm hôm trước ấy, thì là Trung Quốc đã sang, chúng tôi được biết sau này kể là mới biết là cả các khu vực khác, chỗ chúng tôi thì chưa, nhưng mà ở cái khu vực Bát Sát là Trung Quốc đã cho quân sang. Khi mà mình tổ chức chiếu phim cho bà con xem thì họ đã trà trộn sang rồi. Đấy, trên Mường Khương hôm sau thì cũng đã có hiện tượng là Trung Quốc đã sang, thì ém sang quân sang từ hôm trước. Hôm sau rạng sáng ngày 7 tháng 2 thì họ bắt đầu bắc cầu phao trên sông Nậm Thi này và bên sông Hồng này, thì hai cầu phao đưa quân, đưa xe tăng sang. Bên kia thì trên đồi cao, các điểm cao là họ toàn bộ pháo án ngữ từ trên các cái trận địa trên cao, thế họ cao hơn mình. Bên đơn vị chúng tôi thì thấp hơn. Cái trận chiến đã xảy ra cực kỳ khốc liệt. Và ở đại đội 1 này, nơi tại pháo đài này là chỗ đồng chí Văn này, là đơn vị đại đội 1. Cái đại đội 3 là chỗ Yên Ngựa, và cho đến tận cống số 3 là chỗ đồng chí Thủy đây. Đồng chí Thủy là tham gia chiến đấu rất là nhiều và được tặng cái huy chương tuổi trẻ anh hùng bảo vệ Tổ quốc nhỉ. Đấy, còn đồng chí Long là đại đội 2, là ngay phía sau của đại đội 3. Đấy, thì đơn vị thôi, tiểu đoàn bộ thì là phía sau, cũng phía sau của đại đội 3 này. Thế và toàn bộ phát hiện tất cả các hướng. Thì đại đội 3 là đội chủ công, đại đội 1 bên trái cũng là đội chủ công phía trước. Nhưng mà trang bị của đơn vị thì lúc đấy giờ được trang bị của một tiểu đoàn chiến đấu, nhưng mà vũ khí là trang bị tương đối hiện đại so với thời điểm bây giờ. Nên cho nên là chúng tôi mới có thể trụ được lâu hơn. Toàn bộ chúng tôi là chiến đấu trong một đội hình là có công sự trận địa, mình là được ẩn nấp. Còn bên phía đối phương là toàn bộ đội hình bộ binh đội. Cho nên là cái thương vong họ sẽ rất lớn. Trong quá trình chiến đấu đó thì đại đội 3 là tổn thất, hy sinh nhiều hơn. Trong đó trực tiếp đồng chí đại đội trưởng, đồng chí Phạm Văn Xuân là đã hy sinh trong khi mà tổ chức trong bộ đội đánh trả, đánh lui nhiều đợt tiến công của địch. Và đồng chí, sau đó thì đồng chí không đồng chí Phạm Xuân là đại đội trưởng. Thế còn đồng chí trung đội trưởng là đồng chí Dương Trung Kiên và đồng chí Triệu Tiến Châu, hai đồng chí trung đội trưởng. Thì đồng chí Dương Trung Kiên tổ chức trung đội chiến đấu, và trực tiếp là chỗ đồng chí Thủy này mình sẽ tí sẽ nói chuyện kỹ hơn, là đồng chí nó chiến đấu cực kỳ dũng cảm, sử dụng tất cả các loại vũ khí của bộ binh để đánh trả địch, bị trúng đạn vào chân và đồng chí vẫn tựa vào hào, đặt chân vào thành hào bắn trả địch, cho đến lúc mà anh em kiên quyết là đưa về phía sau thì đồng chí mới về. Thế nhưng mà do bị mất máu nhiều thì đồng chí đã hy sinh cách đây khoảng độ 500 mét ở dưới, khoảng một cây số dưới chỗ cầu đen, trong và phía sau là phải đưa về trên này. Thế trong đó thì đại đội 3 là hy sinh nhiều hơn cả chỗ tiểu đoàn bộ. Chúng tôi cũng một số đồng chí hy sinh là bị trúng, chủ yếu là hy sinh do trúng pháo của địch, pháo nó bắn xuyên qua hầm, sập hầm. Và các đồng chí Hà, đồng chí Ngô Hồng Thanh là những chiến sĩ thông tin của tiểu đoàn bị trúng đạn pháo này hy sinh. Thế trong cuộc sống cực, trong cái cuộc trận chiến đấu đó là vô cùng là cam go quyết liệt, đánh đẩy lùi nhiều đợt tấn công của địch. Và trong quá trình chiến đấu thì cái chỗ đại đội 3 đã nhiều lần giữ được cái sân bóng trước cửa đại đội. Thế nhưng mà khi mà nó chiếm lại được thì đồng chí Triệu Tiến Châu là báo cáo lên tiểu đoàn thông qua thông tin ấy, là thủ trưởng ơi, nó lại lấy mất cái sân bóng của tôi rồi. Thì là đồng chí Giản là chính trị viên của tiểu đoàn ra lệnh là bằng mọi giá tổ chức cho bộ đội lấy lại, chiếm lại sân bóng, giữ vững trận địa. Thì đồng chí lại tổ chức chiến đấu, thì trực tiếp ở đó đồng chí Châu, đồng chí Thủy, các đồng chí đã tham gia. Còn khi mà chúng tôi tổ chức chiến đấu đó thì nhân dân
đã một phần bộ phận các cơ quan của tỉnh đã sơ tán về Yên Bái rồi, lúc là tỉnh Hoàng Lê Sơn mà thủ phủ là về Yên Bái. Gia đình tôi thì bố tôi là chuyển về dưới đó, nhưng mà mẹ và các em thì vẫn ở trên này. Cho đến khi mà chiến tranh xảy ra thì 18 mới bắt đầu mới chạy, và cũng theo cái đường của Cam Đường và về dưới bên đêm là đi tàu về, về đến Phú Lu rồi đi tàu về Yên Bái. Nhân dân thì lúc bây giờ cũng mới đơn vị thì có đơn vị trụ ở phía trước này, thì nhân dân phía sau là sơ tán. Còn các cái đơn vị tự vệ như là tự vệ của khu phố Lào Cai thì có trung đội tự vệ chỗ anh Hòa đấy, chỗ bác Cáp là trung đội trưởng, thì cũng phối hợp chiến đấu với đơn vị đã tiêu diệt. Như vậy là trong trận chiến đấu đó thì đơn vị đã tiêu diệt được nhiều sinh lực địch. Thế thì cơ lượng số lượng thống kê thì chính xác thì khó, thế nhưng mà chính xác là 3 xe tăng thì bắn cháy 2 chiếc, một chiếc là bị hỏng, đã bắn hỏng. Thế còn này cái hỏa lực của ta thì bắn trả sang bên kia biên giới, thế rồi là đánh đội hình bộ binh của địch nó tiến công lên, lực lượng của địch rất là đông, có thể nói là đến lực lượng của nó là hàng sư đoàn thẳng hướng tiến công của đơn vị, nhưng không phải là trực tiếp tất cả không sang, mà nó theo cái chiến thuật là đồng nhóm người dài. Lực lượng phía trước có lực lượng thê đội 2, lực lượng thê đội 3, cái lực lượng phía trước đấy qua không được lui lại thì đội sau lại lên để tiếp ứng lại thay cho cái đội trước. Thì trong quá trình chiến đấu đó thì đơn vị đã chiến đấu trụ được lên 17, 18 và đến là sáng ngày 19 thì buộc phải rút, bởi vì là cái lượng và lương thực đạn dược thì không thể nào mà tiếp ứng kịp được. Nên là khi mà đồng chí Trương Văn Minh là tiểu đoàn phó, chính trị viên phó tiểu đoàn về bộ chỉ huy tiền phương ở Làng Giàng để xin ý kiến của bộ chỉ huy, thì bộ chỉ huy đồng ý cho đánh là vừa đánh vừa rút, vừa đánh vừa phòng ngự, tổ chức lực lượng đánh địch. Thì trong quá trình là đêm ngày 19 thì bắt đầu đơn vị rút quân, thì đơn vị đã tổ chức một số trận đánh nữa, như ví dụ như trận tập kích pháo binh ở dưới chỗ Trại Gà, và xuống đến Cầu Mi thì tổ chức một cái trận đánh phục kích ở Cầu Mi, trận chiếc thủy đã tham gia cái trận đánh đó. Thế thì địch trong thời gian nửa tháng thì quân địch tiến công là bị lực lượng của tiểu đoàn và các đơn vị chiến đấu là ngăn chặn, vừa đánh vừa rút, cho nên là trong thời gian đó nó chỉ xuống được đến đất Phú Lu là cách đây khoảng 30 cây là không thể tiến xuống được nữa. Thì sau đó là Trung Quốc tuyên bố rút quân thì đơn vị bắt đầu lại tiến lên và trở lại chốt chặn ở vị trí pháo đài này. Có một cái trận mà tập kích pháo binh ấy à. Thì ở đây có ai biết không? Có anh Sương ở đại đội 4, anh ấy lại là hiện nhà đang ở dưới Phú Lu thôi. Anh lại không ở đây. Cái trận tập kích đấy mọi người không tham gia, nhưng mà có nghe kể về cái trận không? Kể cái trận anh Thủy. Thủy thì là binh, nhìn thấy. Anh nhìn thấy xong về báo cáo. Anh ấy rút về sau. Anh rút về sau cái trận đấy đấy. Cái gì nhỉ? Cái trận tập kích pháo binh ở. Cái pháo binh ấy mà lúc em rút về thì em đi là em húc vào ấy. Xong em đã định bắn bọn nó thì em lại phát hiện ra có cả bọn bộ binh nữa ấy. Có một khẩu AK mà định coi như chiến ấy. Cũng ấy. Lúc nghĩ thì một mình tôi là từ. Đi dọc theo, tức là cái hướng từ đường sắt đã nhìn thấy quân địch rồi. 4 chiếc xe tăng vào quần thảo cái ga phố mới rồi thì đã nhìn thấy rồi. Bộ thì đi dọc cứ theo cái hướng đồi nọ đồi kia thì dọc theo đường sắt đấy, song song với đường sắt đi thì đến ngang vào Vạn Hòa thì phát hiện ra cái trận địa pháo binh của địch đóng trên cái nhà của Thái giờ, cái bãi bằng mặt bằng ngày xưa trường học ở đấy. Thì mình đã đang ở bên mé bên này rồi thì bảo tí đã lên đến ngang thì mới tia sang bên đó, thì mình rút theo thì nó cũng không làm được gì mình. Một mình nhưng mà đi đến trên đến lưng chừng dốc thì bắt đầu phát hiện ra thuốc lá và vỏ bao lương khô của Trung Quốc. Mình đã nghi ngờ và rón rén đi vừa cảnh giác cao, thì đi một đoạn nữa qua cua thì bắt đầu phát hiện ra một đơn vị của nó đang làm ngủ trưa. May nó ngủ trưa đấy nhỉ. Đúng là lúc khoảng 11, 12 giờ trưa, lúc nóng nắng chói chang. Thế là phát hiện ra thì biết là bên này một cánh quân của địch nữa, đi trên cứ đồi nọ đi đồi kia, một cánh quân của nó là ở đường sắt, dọc đường đường sắt và bờ sông là chúng nó tiến. Thế là đương nhiên là một mình thì không thể chiến được. Vẫn còn tiếc. Tiếc. Đấy thì chắc là mình đánh là đánh cái đám đấy. Cái pháo binh của nó là tập kích là nằm ở chính chỗ nhà Hà Hòa, nhà Thái rồi. Cái mặt bằng đấy. Ừ, trên cái đồi đấy. Tiểu học Hoa Kiều. Tiểu học. Anh này đi rút gần như sau cùng rồi. Thì chính cái đơn vị pháo binh này ông đi lấy nước. Xong quay lại thì đơn vị rút mất rồi. Hoa Kiều bên là có hai trường. Một trường tiểu học của Trung Văn Hòa.
một trường học, một chuyên chỗ chuyên tức là tử đoàn mình lại còn có một cái trận là tập kích pháo binh của nó nữa, cái trận phục kích ở Cầu Mi hôm nay cũng xít chết ở cái trận ở Cầu Mi. Xong rồi mấy trận đấy ông ấy lại cứ bảo là ông ấy chỉ ấn tượng nhất cái trận đầu tiên bên này thôi, chứ còn những trận này sau ấy là... trận này mới là trận lớn nhất thôi, còn cái về sau mình chỉ là vừa đánh rồi sau ông bảo liều kiều ông ấy không cần nhớ những cái trận sau thì nó cũng bình thường thôi, nhưng mà cơ bản ấn tượng thì đúng ra là trận chiến đầu tiên thì ai cũng nhớ. Đúng rồi, nó dài hơn, không liệt nhất, cơ bản nó dài hơn. Cái trận thời gian nó kéo dài hơn, mới lại nó vừa và nhiều lần hơn nhất và đồng thời là kéo dài nhất, kéo dài nhất. Chứ còn trận Cầu Mi thì ra diễn biến nó rất là nhanh thôi mà. Thế rồi trận Cầu Sung thì mình chỉ là tập kích bắn bằng hỏa lực cối 60 vào đội hình địch thôi, cho nên là nhớ thì cũng nhớ nhưng không chi tiết, không sâu như cái trận chiến đấu lần đầu tiên. Không thấy hoành tráng mấy. Trận đấy thì anh Sương là đại đội phó trực tiếp chỉ huy trận đấy, còn đơn vị cái trận mà đánh khốc liệt nhất là phòng ngự từ pháo đài này, cho nên đổi Ba Dốc. Đơn vị C1, cái trận đầu tiên nó diễn biến ra quá nhiều các cái tình huống, nó diễn biến ra quá nhiều cái cảm xúc